Đố mọi người sen nở vào mùa nào nha? Comment liền và đúng đáp án là có ly trà sữa nè. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách nấu trà sữa đậm vị trà, thơm bé vị sữa, giúp các bạn mong quán vừa có lãi vừa đông khách nha. Công thức siêu đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm được như sau: 40g trà đen các bạn pha được tặng 10 ly, giá cốt 1 ly tầm 3.000 đồng. Các bạn ủ trà 20 phút rồi lọc qua giấy lọc cho sạch, sau đó thêm bột sữa, đường và sữa đặc khuấy cho tan. Trà truyền thống nó ngon nhờ trà đen và bột sữa nha. Bột sữa tốt thì khuấy rất là mau tan. Thêm một ly đá để làm nguội nhanh nè. Đây nhìn màu rất là đẹp và đậm đúng không nào? Các bạn thêm topping chân châu ô long để đu chai nha. Trà sữa truyền thống thì mix được rất là nhiều vị khác nhau như dâu, than tre, hoa đậu biếc. Trong trang mình có link mua set nấu trà sữa dùng thử, các bạn mua về uống nha. Không ngon thì cam kết hoàn tiền nè. Ngoài ra mình có bán sách pha chế các món trà và cà phê để các bạn tham khảo. Mở quán mà chưa biết pha chế thì follow ngay kênh của mình nha.